Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các ban đảng tỉnh, đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và những năm tới theo đúng quy định của đảng, pháp luật. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản. Thưa quý vị, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công làm cơ sở giải ngân vốn đầu tư ngay từ những ngày đầu năm, thị xã Mỹ Hào đã tích cực chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu ngay sau Tết Nguyên đán, tập trung nhân lực, vật lực với phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, dễ làm trước, khó làm sau. Khởi công từ tháng 1 năm 2024, dự án xây dựng đường trục nối hai phường Nhân Hòa và Phan Đình Phùng dường như chưa bao giờ ngớt tiếng máy. Sau 2 tháng, đến nay khối lượng thi công đã đạt gần 50%. Dự án đường có tổng chiều dài 1 km, trong đó có 200m nâng cấp mở rộng thuộc tổ dân phố Yên Tập, phường Nhân Hòa, có rãnh thoát nước hai bên. Còn lại là làm mới, quy mô đường mặt nhựa rộng 7m, lề đường rộng 2,5m. Thời gian thi công theo hợp đồng là 18 tháng. Sau khi có mặt bằng, nhà thầu thi công ngay, rút ngắn tối đa thời gian, quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Thời điểm này, chúng tôi đang tập trung nhân lực và máy móc đắp lề và phần cốt dưới của lề đường để tránh thời tiết nay mai nó có mưa thì anh em chúng tôi vẫn có thể thi công và đạt được tiến độ cao. Chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu chúng tôi là 18 tháng, làm sao chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất làm trong vòng 10 tháng là sẽ hoàn thành. Với phương châm có mặt bằng đến đâu tiến hành thi công đến đó, công trình nâng cấp mở rộng đường trục trung tâm thị xã Mỹ Hào sau 5 tháng thi công, đến nay khối lượng đạt trên 70%. Nhiều đoạn đã thảm nhựa áp phan. Ngay sau Tết Nguyên đán, nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp với địa phương, mượn mặt bằng để thi công. Tăng ca, tăng kíp để đảm bảo được tiến độ cũng như là cái chất lượng trên cái tuyến đường này thì cũng có rất là nhiều điểm là còn tồn tại về bàn giao mặt bằng. Nếu như được bàn giao sớm những chỗ mà đang tồn tại và vướng mắc đó thì nhà thầu sẽ nhanh chóng là thúc đẩy cái tiến độ đưa nhân công máy móc để hoàn thiện được cái dự án sớm. Với quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào yêu cầu các đơn vị địa phương, nhà thầu chủ động hơn với quyết tâm cao nhất xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án và giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ gắn với đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật. Tập trung đi thực tế xuống trực tiếp các địa bàn đang thi công cũng như là các khu vực mà khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng để chỉ đạo trực tiếp tháo gỡ, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời là giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tập trung tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Thị xã Mỹ Hào hiện có hơn 50 dự án đã, đang và chuẩn bị thi công, trong đó nhiều dự án thời gian thi công chậm phải chuyển tiếp từ năm 2023. Với sự nỗ lực, quyết tâm từ sớm, hy vọng địa phương này sẽ không còn rơi vào tình trạng giải ngân chậm như năm trước.